Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên góc mẫu xe đạp phân khúc dưới 9 triệu đồng mà được sử dụng một bộ group Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng, giảm sóc hơi, tay phanh dầu, đến từ một cái thương hiệu cũng rất là tốt của dòng xe đạp thương hiệu Gian của dòng ATX7, được sử dụng bộ khung nhôm nhôm Alloy SL Superlight, một loại công nghệ nhôm độc quyền của Gian và giúp cho khung siêu nhẹ, khung nhôm siêu nhẹ và giữ cái độ bền nó rất là tốt. Model ATX7 Gian, cái màu sắc rất là đẹp, đen phối với cái chi tiết màu sắc sáng làm nổi bật phần khung của chiếc xe lên. Được sử dụng một bộ group chuyển động là Shimano DOG, full một bộ từ đề sau đến gạt đĩa trước. Bộ này là 9 lít, 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Khung sườn rất là đẹp, khung sườn Gian được bo hộp cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là đẹp. Đùi này là đùi trục rỗng các bác nhá. Các bác vẫn có nhiều bác vẫn hay lầm tưởng những cái loại trục mà nó có không có lỗ ở đây, các bác vẫn nhầm tưởng nó không phải trục rỗng, nhưng mà trục rỗng thì nó là hai cái mấu tròn này bắt vào khung và có một cái trục từ đùi này nó bắt thẳng sang bên này các bác nhá. Đây bên này nó rỗng hẳn bút vừa cả ngón tay vào này. Và cái đùi này của Rexfix là một cái đùi cũng rất là tốt các bác nhá. Thương hiệu này cũng rất là ngon trên thị trường. Vành bánh của chiếc xe là 26 inch, bản lốp là 1.95, lốp Kenda, mayo được sử dụng là mayo Shimano. Đời này cũng tương đối là mới với cái loại bắt đĩa phanh là loại vặn, loại chân vặn. Giảm sóc hơi, chiếc xe sử dụng bộ giảm sóc hơi đến từ thương hiệu SG Suntour Ebicon. Sóc trắng này rất hợp với cái họa tiết của xe này, trông nổi bật xe lên rất là đẹp. Và trên phần ghi đông thì cũng được sử dụng bộ ghi đông của Rexfix các bác nhé, bộ ghi đông cong giúp các bác mà đi đèo núi mà khi mà xuống dốc thì cái ghi đông cong này nó cho các bác cái cảm giác đổ dốc rất là an toàn. Và tay bấm xả cũng là Shimano DOG các bác nhé, hai bên. Và tay phanh dầu, phanh dầu của Shimano, một cái cấu hình rất là chất lượng. Trong cái tầm giá thì cái chiếc xe đang bán chỉ có là 8.800.000 cho một chiếc xe mà cấu hình này thì gần như là vô địch trong tầm giá rồi. Sóc hơi thì rất nhiều những cái đồ chất lượng trên chiếc xe và được cả thương hiệu Gian cũng rất là tốt trên thị trường. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm khổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe này nó là size S, phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m6 đến 1m7 thì là phù hợp. Thank you.
đề DOG 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, có 27 độ khác nhau. Chiếc xe này được bán đến bên em với mức giá thì có là 8.800.000 bao ship toàn quốc, tức là các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video sau.